Kịp chuẩn bị này kia gì không? Nói rằng ai đi cũng kẹt, cũng mới cất nhà về xong, tại vì người ta cũng cho nhà tình nghĩa mới vừa làm xong. Rồi cái con nó muốn gì thì nói giờ mẹ kẹt quá rồi sao, nói thôi giờ mẹ mượn mấy gì đỡ đi. Rồi đám cưới xong rồi về con hai chồng con đi làm rồi phụ trả mẹ. Đủ cưới vợ cái đó là bắt đầu làm đám vừa gần làm đám cưới người ta đấy. Trời ơi, tiền mà mượn cưới vợ đừng thiếu nợ là chả không có được đâu. Lo sợ trong mấy ngày trời không biết sao nữa, trời tới đám mà làm xong không biết tiền đâu, mình thiếu nợ rồi tiền đâu cha. Có nhiều lần gom góp hết luôn, làm xong rồi cái mình vừa làm đám xong vừa cũng tròn đám mừng quá trời mừng luôn. Khó khăn nha. Dạ, nhưng mà vậy là mới thấy là mẹ chồng này là quý con dâu lắm đó nha. Dạ. Còn không biết nàng dâu mà cái lần đầu tiên gặp mẹ chồng có ấn tượng điều gì không? Ấn tượng lần đầu tiên em gặp mẹ là cũng cảm thấy hơi hồi hộp, xong rồi cũng thấy mẹ dễ gần hơn tí. Con có biết mẹ là lo bán đủ thứ trong nhà để lo đám cưới cho mình không? Dạ không, lúc đó con đâu có biết. Thậm chí là mẹ kể là bán luôn cặp chó trong nhà luôn đó. Đúng không nghe? Có, nãy mới nghe tâm sự nãy trước khi lên sân khấu đó, có không? Có, đã quen người, mới quen người cái chị xui rủ đi vô nhà chơi à. Rồi lúc đó mình đi về mình cũng hết tiền rồi, trong nhà cũng không còn gì. Mà chị xui rủ nhà chơi mới lần đầu đi vô. Làm xui thì cũng hơi ngượng ngượng là mình trình nói lớn giờ mình chưa đừng đi làm xui mà. Vì chị xui thì đi gặp Bình Dương rồi, chị xui có về tâm sự với gia đình rồi. Chị xui mỗi mà mình vô mà gần tháng 8 mình đi vô nhà chơi sắp làm xui mà không có cái gì quà cáp thì thấy nó cũng ấy. Sao giờ mình đi giờ không có tiền sao giờ? Anh ơi, bắt con chó đi bán đi. Mua bánh đi vô. Giờ xui mới. Bắt con chó bán được nhiêu? Bán chắc cũng được mấy trăm gì đó. Rồi vô rồi thì xui ra rồi kết nói rồi cũng đâu trong vòng tháng đó rồi bắt đầu cưới vậy đó. Đứt ruột ruột gan luôn á. Tới giờ chị xui chưa biết. Chưa biết hả? Dạ không sao đâu cô, sao chương trình này chị xui từ cái trong lòng mình thôi chứ mình đâu dám nói ra. Nhưng mà xui ra cũng đồng cảm thương nhau lắm. Con có biết vụ mẹ bán chó đi thì vô gặp mẹ con không? Dạ lúc đó thì con về làm dâu mẹ thì con cũng chưa có biết mẹ bán chó nữa. Tới giờ nó còn chưa biết. Tới giờ mẹ mới nói là con cũng mới biết thôi. Dạ mới biết luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó là chị có biết là gia đình bên nhà chồng mình hơi khó khăn không? Dạ biết, lúc đó gia đình bên chồng em cũng hơi khó khăn. Đó cha mẹ cũng đi làm, cũng không có nhà, em về làm dâu là ở với bà nội thôi. Chú nghe kể chuyện này chú nhớ chuyện tắt đèn của Ngô Tất Tố quá. Chị dậu hả chú? Chị dậu bán chó. Trời ơi, thấy thương quá, rồi đất rồi sau đó là sao mình trả nợ được. Cưới con xong rồi, bà nội thì cũng tám mấy tuổi rồi. Ê, thôi cho con ở nhà với chăm cho bà nội đi, tại vì nó còn nhỏ nó mà nó cũng chưa có lo tới. Rồi cái thôi con ở nhà với nội đi, hai đứa ở nhà nội đi, cha mẹ đi thành phố làm. Làm gì? Đi làm hồ. Rồi trả hết chưa? Trả hết rồi, phụ hồ có ngày có 50 ngàn ha, thợ hồ thì được 80. Cái nó có bầu ở nhà nó rồi xanh rồi cái mới đi về, chị xui mới điện về. Tôi với ông nội cha nó chạy quá trời ghét gì đang gặp cháu nội. Rồi cái chạy về gặp cháu nội hung quá trời hung luôn. Mẹ chồng con nó thương hai đi mà đi về trên đường về trời ơi mưa, cái năm đó mưa sao mà không có tạnh nổi, lạnh trời ơi muốn chết mà gán thiết chạy về không có biết mệt biết nhọc gì nghe đó cháu nội xanh rồi mừng quá trời mừng. Chạy không có kể cái gì trơn, chạy một hơi một về mà trời mưa nó lạnh thôi là lạnh mà cũng không có nghĩ tới chuyện lạnh. Vậy tới đây hung cái nó khỏe liền. Về hung cháu nội cái khỏe liền hả? Nhưng mà lúc đó cô thấy con dâu mình sao cô có gọi là có mạnh mẽ, có dũng cảm không? Xin cho mình đứa cháu rồi. Thấy cũng thương nhiều lắm. Dạ. Có đặc điểm nhất là hồi đó mới về làm dâu chưa có biết làm dâu. Mà con cái lóc không có sạch nữa. Nhưng mà vẫn và thương con. Dạ. Không có nói gì con. Em vô đàn anh coi nè, dâu em mận cái vậy nè anh. Cái lóc mà chặt cái múng múng cái mỏ cái kỳ cũng còn, mà cái đuôi cũng còn, chặt có chút xíu rồi sợ hao con cá vậy không biết. Vô đó anh nè con dâu anh mận cái vậy, nó kệ nó thì mẹ dạy nè con, chứ con nó mới có lớn rồi, nó đi học rồi, nó đi ra nó đi làm, nó chưa có biết làm đồ ăn đủ thì mẹ mày chỉ con đi. Dạ. Rồi ngày nay thì làm ăn được rồi. Ở nhà con với mẹ con có nó hay nói chuyện nhau không? Dạ nhà con với mẹ cũng có nói chuyện mà cũng ít khi nói đó. Mẹ con nói nhiều hơn đúng không? Dạ. Chị thấy là mình với mẹ chồng hợp nhau điểm nào? Cũng nhiều điểm lắm. Về ăn uống
Ăn uống thì ở nhà em làm đồ ăn, rồi nấu cho mẹ đồ cả nhà cùng ăn à. Nó nấu ngon không cô? Ngon, hồi lúc đầu không ngon, với lúc sau thì mẹ dỗ thì nấu cũng theo ý mẹ cũng ngon. Ngon chứ 11 năm rồi chứ dở hoài. Bây giờ là biết đi theo và đứng ra đi nấu đám giống mẹ là cũng được rồi đó. Nấu đám luôn hả? Dạ, vì mẹ nấu đám đó, rồi chuyện nghề để cho con nấu làm đồ ăn được. Giỏi vậy trời. Thì ai cũng khen. Rồi mẹ chồng cảm giác là mình chưa hợp điều gì với con dâu không? Cũng đâu có gì để không hòa thận đâu, thấy con lúc nào cũng thương hết. Đi ra đường thì ai có gì mình thấy người ta có là mình mua cho dâu cái đó rồi, chứ không có cái gì mà để buồn lòng nhau. Lúc con sinh xong thì con thấy chồng con trước hay là mẹ con trước? Dạ lúc con sinh là mẹ, con thấy mẹ trước. Bởi vì con ở trong phòng sanh là mẹ con ở đó với con. Dạ, lúc con sanh em bé rồi là mẹ con cũng rớt nước mắt luôn. Sanh bé thứ nhất không chứng kiến thứ hai thì bắt đầu bé dâu vô phòng sanh là mẹ vô phòng sanh với dâu luôn à. Chị xui thì chị không dám vô, chị ở ngoài chị nói thôi chị xui vô đi, tôi không vô đâu, lên máu tôi không dám vô. Mà trong khi đó em nó đau bụng mà nó ói mà nó không có sức sanh. Nó không có sức mà đứng nó chổng mấy tiếng đồng hồ giò cẳng luôn hết trơn. Mà con nó thì nó thấy nó đuối, mình sợ vừa mất cháu nội mà mất dâu, mình sợ quá trời luôn, không biết làm sao. Cứ nói cô mụ ráng coi tiếp, cô ráng coi. Nó đau bụng quá trời, nó nói mẹ ơi bây giờ con hết khả năng gặn là trời ơi, lúc đó sợ quá trời sợ, cứ năn nỉ con gán lên, cố lên con gán lên, năn nỉ quá trời. Thế nó sẽ lọt em bé ra được rồi, nước mắt cô hai hàng cô chảy luôn, không có nói được cái tiếng gì mà để cảm ơn cô mụ hết trơn. Dạ cái chừng mà ra được rồi mừng quá trời mừng thay, tại vì thấy lúc đó là nguy cảnh mà nó hết sức, mà em bé thì là thấy em bé mà thấy nó cũng đuối nữa. Lúc đó sợ quá trời sợ, tới giờ em bé lọt ra rồi nước mắt cô chảy hai hàng, cô không còn nói được cái gì chứ. Thôi con ơi, đứa này thôi đừng sanh nữa nha con, mẹ thấy mẹ sợ quá trời rồi. Vậy hai đứa trai gái gì cũng đủ hết trơn rồi, bây giờ cái con nó lớn, bây giờ muốn đứa gái. là mẹ chồng muốn hay là nàng dâu muốn? Mẹ chồng muốn. Đó là một cái điều đó, đôi khi áp lực với những cái nàng dâu. Lúc thì sinh hai đứa con trai thì mẹ chồng muốn sinh thêm đứa con gái, nếu sinh hai đứa con gái thì ông chồng ông muốn sanh thành con trai. Rồi cuối cùng á, cái nỗi khổ đó và cái nỗi đau đó nó cũng nghiêng về phía nàng dâu hết. Con cũng hơi có áp lực vì con tính sinh là hai à. Vậy bà nội muốn đứa nữa hay sao? Dạ con cũng chưa biết nữa. Cái giờ hoàn cảnh mình cũng có được hai ba thằng cháu trai, còn thiếu thốn đứa con gái. Cũng còn muốn nữa. Nhưng mà thôi, mình có đủ kinh tế để mình lo cho đó, các cháu không? Thì mình muốn chứ để mình gồng gánh được à. Gồng gánh hả? Rồi cái gánh nặng đó, tất cả mọi người trong gia đình đều áp lực. Rồi nó sinh ra rất nhiều cái mâu thuẫn nữa. Rồi không đủ lui con. Nói giờ cũng đỡ có cái cô Út nó hỗ trợ cho nó. Mà cô Út nó cũng muốn gái. Không lẽ cô Út hỗ trợ hoài nổi không? Chồng em làm cái gì? Dạ chồng em lái xe. Giờ lái hay dùng nào? Dạ đi lái lên Sài Gòn. Nó cũng mới va chạm tai nạn rồi nghỉ mấy tháng nay không có đi. Trời ơi, rồi có sao không? Nó bị kẹt giò, nó vô hai cái giò chứ, nó vậy là vô trong cái lăng á. Rồi nhờ cô bác cứu thì cũng kịp thời, chờ nó ở nhà nó không có đi lái nữa. Không có làm gì luôn. Giờ nó còn yếu lắm, mới có chừng 2 tháng nay là ra nó không có đi nữa chú. Trời ơi, vậy thôi, đừng sinh nữa nha. Yeah. Em cũng có kỷ niệm là thấy Út mặc áo bà ba, đồ bà ba đẹp quá, mẹ cũng mua cho em hai bộ, về mặc cũng vừa luôn. Hay quá. Dạ. Mẹ còn mua đầm cho em nữa. Thế hả? Mà giờ là còn mua nữa không? Dạ cũng còn. Ngược lại con có mua gì tặng dạ mẹ không? Dạ không, con có mua gì cho mẹ hết. Đôi khi phải mua món quà tặng cho mẹ chứ. Dạ. Nha. Có bao giờ con thấy mẹ ngồi khóc một mình? Dạ có lúc cũng có. Con cũng thấy con của mẹ nhưng khi có chuyện buồn mẹ ngồi khóc. Mẹ khóc như thế, mẹ có tâm sự với con dâu hay ai không? Mẹ tâm sự. Buồn mẹ đáng lòng mà. Cứ như nhớ con là hoặc lo con, chứ còn cái gì chưa hoàn hảo đồ này nọ đó thì cũng buồn ở trong bụng thôi, chứ cũng không có nói gì tâm chịu sự. Khóc con mình vậy đó hả? Dạ con cũng nói với mẹ là con cũng rất là thương mẹ. Con thương mẹ như mẹ ruột của con vậy. Cảm ơn con. Dạ mẹ. Đó giờ con có nói gì à? Dạ chưa. Đôi có lúc con cũng làm cho mẹ buồn nữa, con cũng biết. Bởi vậy con mong mẹ cũng đừng có giận con. Mẹ thương con mà cái gì mẹ cũng bỏ qua được, đâu có giận con gì đâu. Yêu cầu con được chăm lo
chung vén với gia đình, cha mẹ rồi con rồi em cháu gì đó, nói chung toàn ở trong gia đình mình là chơi tốt là được rồi. Em mong muốn chỉ có bao nhiêu đó thôi. Hình như con ít nói nên con ít chia sẻ mẹ chồng vậy thôi. Dạ. Để xem chồng con sẽ nói điều gì nha. Cũng nhân dịp mẹ với vợ con tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu thì con có đôi lời muốn tâm sự với mẹ. Thì mẹ là một người rất cao cả, lo lắng cho con cái rất chu đáo từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Đôi lúc thì tính tình của con cũng hơi cọc cằn, làm cho mẹ buồn mẹ giận. Con hứa thì sau là con sẽ sửa cái tính tình của con lại, không để làm cho mẹ buồn mẹ giận nữa. Thì con sẽ lo làm ăn để lo cho gia đình nhiều hơn. Mẹ với vợ cũng rất hợp, cũng có những đôi lúc đó, thì cũng hơi căng, thì tại vì vợ con thì cũng ít nói, thì chưa có tâm sự với mẹ nhiều nên mẹ với vợ con thì cũng không hiểu ý nhau. Thì con cũng có khuyên với vợ con là đừng có buồn, đừng có giận mẹ. Thì tại mẹ một ngày lớn tuổi rồi thì tính tình cũng hơi khó một chút. Mẹ nói ra thì chút xíu mẹ quên rồi, mẹ ngủ lại rồi. Thì anh mong muốn em có những lúc rảnh rỗi thì ngồi lại tâm sự với mẹ để hai mẹ con hiểu nhau nhiều hơn. Anh cũng cảm ơn vợ yêu của anh một hôm trước đã chấp nhận làm dâu mẹ anh, làm vợ hiền của anh. Anh rất hạnh phúc khi có em. Thế con trai nói gì mày cảm động không? À giờ nó đâu có nói gì đâu. Không có nói hả? Nó không có nói. Giờ tính tình nó hay cọc thôi. Nói ra rồi nó nói rồi nó không có trả lời. Gầy nó không có trả lời. Để con nó cũng lo lắng cho mình. Rồi lúc trẻ thì nó không có suy nghĩ luôn. Giờ nó lơ ngạn lớn nó cũng hơi chững. Mình cũng mừng cho nó. Nó tính tình nó biết sửa đổi. Còn chị, em cũng cảm thấy chồng em chững chạc hơn. Còn cái điều anh mong muốn là mong muốn chị là chủ động tâm sự với mẹ. Không biết có khó quá với chị không? Dạ không. Vậy thì cố gắng con nha. Dạ. Rồi hai mẹ con nào hãy ôm nhau. Đó, ôm nhau thật chặt và hứa với nhau những gì đi. Thương con lắm. Thương gặp lúc đầu tiên thương tới bây giờ. Mong con hiểu cho mẹ là được rồi. Và qua chương trình này con cũng muốn nói là con cũng rất là thương mẹ. Con mong muốn cho mẹ có nhiều sức khỏe và mẹ bớt làm những chuyện lặt vặt của gia đình lại. Con có điều gì còn thiếu sót thì mong mẹ bỏ qua cho con.